chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Quay alpha độ full nồi chơi với dây coro đầy táo bạo. Quay alpha là một dòng xe huyền thoại của Honda. Với những biker đam mê xe số thì Honda vẫn là một trong những chiến mã được rất nhiều người mê và săn lùng. Quay alpha độ full nồi chơi với dây coro đầy táo bạo. Mẫu xe này kiển len ken cây xà beng với rất nhiều đồ chơi chất và cứng cáp như là dây coro, các chân kép xê, bô phu chờ. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm các nước làm cho xe thêm phần các lạ, cũng tăng thêm cái nhiều tính hiệu năng cho xe mà hầu hết nhiều mẫu nguyên bản không có được. Quay độ lại cái heo dầu SH Nissin ở trước, phát CNC làm cho phần đĩa thắng trước thêm phần cứng cáp. Xe được trang bị thêm các nước rồi giúp cho xe có thể làm mát bằng dung dịch. Theo chia sẻ từ phía chủ xe thì dây dầu thái ST ống hơi. Quay alpha lên cái đĩa thắng sau với heo dầu SH ở phía sau, phục nai vàng thái thực chất. Trang bị thêm gắp nhôm, các chân kép xê và cái bô phụ trợ cho âm thanh nhẹ nhàng, mâm radar. Tổng thể em nó đầy cứng cáp hiện đại. Honda Lead độ khác lạ với phong cách là hắc não mới. Honda Lead là một dòng xe được sản xuất tại thị trường Thái Lan và được nhập nguyên con vào Việt Nam với một mức giá mà đa số người đều có thể sở hữu được. Honda Lead độ khác lạ với phong cách là hắc não. Mẫu xe này được độ hắc não với phong cách là dàn ngoài được chủ xe dọn lại qua radio đầy cứng cáp và khác lạ. Nếu không chia sẻ thì cũng không có ai biết được. Chưa kể đến nhiều món đồ chơi chất trên xe. Góc nhìn phía trước sẽ được làm người ta nhìn dễ dàng đẹp hơn. Và góc nhìn phía sau là dàn tem được dọn lại phong cách là chuẩn radio. Phần bánh trước được trang bị thêm đĩa gaffer 220 và heo dầu Rainbow logo lớn 2 bit đã xứng. Phục sau của Holin bình dầu rời đầy cứng cáp, lấp đầy khoảng trống dưới gầm xe. Một bản độ chất thôi không biết chơi. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.